Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bao Bọc. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp giao cắt của máy rinh 4012. Thì mục đích của việc lắp giao cắt này là dùng để chúng ta cắt các nhãn vải, nhãn satin hoặc là ribbon. Thì cách lắp thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay sau này nhé. Vâng. Thì đây là những cái phụ kiện đi kèm của cái giao cắt. Đây là những cọng dây kết nối ha, rồi một con ốc như thế này. Thì đầu tiên chúng ta cần làm là luồn sợi dây kết nối này vào dưới cái khe ở dưới đây. Sau khi các bạn đã luồn cái những sợi dây kết nối này qua một cái lỗ dưới đây thì mình sẽ tiếp tục là mình sẽ gài hai cái lẫy này ở trên cái giao cắt vào thân máy. Đây là một cái lẫy. Đây là một cái lẫy. Mình sẽ gài vào cái thân máy hai cái khe này. Sau đó thì gài vào rồi thì mình cần đẩy cái đờ giao cắt này xuống sát xuống phía dưới như thế này. Thì sau khi đã mình đã lắp được cái giao cắt này vào rồi á thì mình sẽ cần phải lắp con ốc này ở dưới cái đầu giao cắt như thế này, chỉ cần vặn tay vào thôi là được rồi. Sau khi đã vặn vào rồi thì mình sẽ mở hai con ốc này. Tại vì lúc nãy là đã có một sợi dây kết nối mình lòn vào để kết nối vào cái main của máy in. Thì bây giờ mình sẽ mở hai con ốc này và hai con ốc ở phía trong này nữa. Mở luôn. Và hai con ốc ở đây. Sau khi đã mở thành công những con ốc này ra rồi thì mình tiến hành mở cái nắp của main ra ha. Cho mình đẩy lên như thế này. Chúng ta sẽ cần mở main để lòn dây của giao cắt vào. Để mở main thì chúng ta phải mở những con ốc ở đây. Rồi chúng ta tiến hành lấy main ra. Sau khi chúng ta đã mở những con kia thì mình sẽ mở những cái nắp để lòn sợi dây của kết nối vào main ha. Chúng ta cần nối cái dây này dài ra theo bộ thiết bị của đi theo kèm theo của giao cắt như thế này và mở cái nắp ở đây ra. Chúng ta sẽ lòn vào cái lỗ bên này. Thì sau khi đã lòn vào rồi chúng ta sẽ lắp nó vào như vị trí ban đầu ha. Khi mà lòn dây qua bên main thì chúng ta sẽ cắm cái dây kết nối mình vào main ha. Thì đây là cổng của dây giao cắt. Chúng ta cần cắm đúng chiều. Rồi, và tiến hành lắp lại các main như là bước đầu chúng ta đã tháo ra. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành việc lắp giao cắt của máy rinh 4012. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp giao cắt của máy rinh 4012.
Nếu mà trong video này các bạn có những cái vướng mắc nào hoặc là những cái khúc mắc nào mình chưa làm được thì các bạn có thể liên hệ với công ty qua số hotline là 1900 3438 hoặc là liên hệ trên website là thegioimoc.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.